Một vụ trộm với diễn biến vô cùng gay cấn xảy ra trong con hẻm ở địa chỉ 1244 Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh mới đây và được camera ghi lại lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người chú ý. Cụ thể, sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ 38 phút ngày 25 tháng 7. Nhân lúc buổi trưa vắng người, tên trộm ngụy trang là tài xế xe công nghệ lang thang vào hẻm này để trộm xe máy. Tuy nhiên, tên trộm chưa kịp phóng xe ra khỏi hẻm thì bị một nam thanh niên chạy theo bắt lại, khiến tên trộm ngã ra đường. Sau đó, hai thanh niên khác cũng lao tới, khóa chặt tên trộm xe máy. Sau khi bị bắt lại, tên trộm bị no đòn. Người dân đã khóa tay tên trộm, bàn giao cho dân phòng và công an phường.